Yeah, right here, good. Thank you, sir. Thank you. Appreciate the help, man. Yeah. Okay, I'm gonna go pick this up and I'm gonna go get the paperwork. Okay, thank you, sir. Yeah. Oh my God! Thank you. Just put in the. Can you put in here right here for me? Yeah. Here on the. It's right here. Good. Just in the front. Yeah, on the front of my house. Yeah. Okay, right there. Yeah, just right there. Okay. Yeah, we have a lot. We have 10-ton Bible coming. Okay, yeah, just right there. Okay. Good. Okay, you might have to push it from the back. Yeah, I push it, and I help you to push it. Okay. Yeah. Okay. Yeah. That's fine. Yeah. No problem. I see you have some fishes here. Yeah, we sell koi. Oh, you sell koi? Yeah, and we do a filter for our customer. Oh, yeah. You have koi here? Yeah, we do. Oh, see my customer inside. Look at it. Yeah. Yeah, two pilot. Two. Oh, okay, two pilot. Okay. What they do? They eat them or is just for fun? No, just for relax. You cannot eat it. It's so expensive. Yeah, you see online, they still bidding is 150,000. They still bidding. You see one fish on $500,000. Oh my God! Yeah, for the relax. Or it's just you just look at it. Yeah, look how it's color. You enjoy. Oh. Yeah. That's yeah, for the relax. Relax very expensive. That right? Yes. Either way, that's fine. Just right here. It's good. Yeah. Yeah, it's good. Yeah. One more pilot. Okay. Cái này là mình không có mua công ty được, mình phải qua tụi body bo này có cái chip, nó cái xếp cái điện không, cái này UV line bay bo em vô mới tuần rồi 10 tấn rồi, cái trong cái power supply á nó có cái đầu xếp điện, bởi vì cái nguyên cái nhà em dùng một tháng em dùng có 375 đồng à. Mình điêu thẳng qua bên công ty không chịu, nó không chịu. Mình phải qua trung gian mới được. Nó không chịu qua. Cái online này nếu mà anh mua online mà cộng thuế là gần 600 đồng một cái. À, cái UV line á, gần 600 đồng. Cái này là cái bự giống như đang xài. À. Có hai cái bự bằng giống vậy. À. Tại vì cái có nhiều cái trên online nó có 100 mấy cũng có, mà 200 mấy cái rồi 500 mấy cũng có nữa. Dạ.
Rồi xong rồi em đặt 6 cái 100 cái bóng đèn á. Cái đó nó xếp điện 75W nhưng mà nó convert điện lại xếp điện. This is a UV line. Yeah. Yeah, we don't want to do a filter for our customer. Oh, good. Yeah. Your water not clear. We don't fix it. Good, right there, good. Thank you, sir. Mm-hmm. Good enough? Yeah, you want me sign? Yeah. Yeah, you forgot? Okay, I'll bring the copy. Okay, all right, thank you. Yeah, they said they deliver on Monday until now. Yeah. Yeah, sometimes this one might be at the dock on Tuesday. Oh, okay. But we need appointment for residential. Oh, okay. Yeah. Sometimes we take them if nobody's there. Yeah, this is a resident, what we convert to a business. Yeah, that's a business. Yeah. I'll let them know next time. Yeah. Anything shows up like this shows up on Monday, yeah. Has to go out on Tuesday. Yeah, thank you. Dạ con xin chào bà cô bác anh chị và các em, hôm nay mọi người có khỏe không? Thì hôm nay nhân cơ hội là con nhận được 100 cái UV light. Thường thường các bạn biết không, mùa COVID này á, mọi thứ mua rất là khó, rất là khó, khó khăn mới được mình mới được nhận được 100 cái UV light. Và đồng thời con nhận cũng vài số cái số điện thoại người ta hỏi là Kevin có thể chỉ cho chú hay là cho chị, thường thường người ta mua cái UV light là cái bóng cái UV light đó, thì ở trên đây các bạn thấy không, ở đây là mình sẽ chiếu rõ lại cho các bạn coi nha. Đây, nếu mà các bạn nào biết rồi á, thì không có sao, tại vì mình chỉ chia sẻ cho những có nhiều người chưa bao giờ biết dùng cái UV light là như thế nào đó, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn, mình sẽ chiếu gần chút xíu nha. Mình sẽ chia sẻ, sorry làm phiền mọi người, thì tiện đây Kỳ cũng chia sẻ với các bạn. Thì cái UV light các bạn thấy nước không, nước nó có hai đầu, nước có thể là các bạn cho nước vô đầu này và nó chạy ra đầu này, hay là các bạn cho vô nước này và ra nước này. Nguyễn chỉ cần vô một đầu là ra đầu kia. Và đồng thời các bạn nên lưu ý cái chỗ này á, thường thường á, UV light người ta thường thường á, người ta khuyên mình á là một năm là mình sẽ thay một cái bóng đèn một lần. Thì các bạn thấy ở chỗ này có dây điện không, thường thường các bạn xây cái UV light á là không để cái UV light gần cái tường. Các bạn hiểu tại sao không? Nếu mà các bạn sau này một năm á, các bạn mà để gần cái tường á, thì các bạn không thể nào lấy cái bóng đèn ra được. Tại đây các bạn thấy không? Đây là cái bóng đèn đây. Cái bóng đèn ở trong đây nó có cái bóng đèn như thế này nè các bạn. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn coi. Đây. Nhiều khi các bạn hỏi, có nhiều người hỏi ô gắn cái UV light sao? Mình không, mình chuyện đó bình thường. Lúc trước mình cũng ngu lắm các bạn, đến nỗi mà cái pump mình còn không biết làm, nó chia là UV light. Bây giờ mọi người là high tech rồi. Thì các bạn thấy không? Thì ở trong đó là một cái bóng đèn như thế này. Thì bóng đèn này 75W. Và đồng thời trong cái ống này đó, nó có một cái ống thấp. Ống thấp là cái ống kiến như thế này nè các bạn. Nước nó chạy vô á, là đúng không? Chạy vô á, cái bóng đèn này nè, phải nếu mà đụng nước á là sẽ là bị chạm điện. Thì bởi vậy người ta chế thêm một cái ống thúc như thế này, ống bằng kiến. Thì nước nó sẽ chỉ chạy vô đây thôi. Đó, nó chạy vô đây mà nó chạy ra. Đó, thì các bạn như thế này. Và đồng thời mình cũng chia sẻ
Có nhiều các bạn hỏi ở Kevin, ở chỗ Kevin có bán cái bóng đèn UV light hay không? Dạ có. Ở đây mình có khoảng chừng 600-700 cái bóng đèn như thế này. Và đồng thời mình cũng chia sẻ với các bạn, nếu mà các bạn dùng mấy cái UV light mà bóng đèn khoảng chừng dài 2 feet mà 4 chấu kiểu này, thì nếu mà các bạn dùng, lúc trước là các bạn dùng 40-50W thì các bạn ở đây có thể mua cái bóng đèn 75 dùng được. Tại cái đây bóng đèn này mình chế đặc biệt là nó xếp điện. Tuy là các bạn dùng 75W nhưng mà cái bóng đèn này xếp điện thì các bạn có thể dùng 45W, 40W là các bạn hiện tại các bạn có 40W không? Thì thường thường người ta phải đi online search 40W, có nhiều công ty nó không làm nữa, nó đóng cửa. Thì không sao, các bạn không lo lắng. Nguyễn chỉ cần các bạn cái UV light các bạn dài 2 feet và cái chấu này 4 feet thì các bạn có thể mua ở mình dùng được. Cái bóng đèn này 75W nhưng mà các bạn có thể dùng 40W được. Tại vì cái bóng đèn này mình design đặc biệt là xếp điện, có thể dùng 40W được. Mình có nhiều các bạn, nhiều khách hàng tới đây mua lắm. Cái UV light có nhiều công ty UV light đó. Lúc trước là người ta làm nhưng mà sau này kinh tế ế quá thì người ta đóng cửa. Thì tới mua mình. Những cái hiệu khác đó thì 40W nhưng mà các bạn về cũng dùng được. Tại cái này bóng đèn là xếp điện. Đó, thì các bạn rất đơn giản UV light. Lý do tại sao mình cần UV light? UV light á, lúc nào cũng mở. Có nhiều các bạn nói là chỉ mở mùa hè, mùa đông không mở. Theo bản thân của mình á, thất bại nhiều năm, thì mình khuyên các bạn tắt, trừ khi là bên các bạn là mùa đông tiết á, thì các bạn mới tắt UV light. Và đồng thời những video trước á, mình có chia sẻ, nếu mà bên các bạn mà UV light mà mùa đông á, nó lạnh quá, thì mình chế cái connection, có thể các bạn có thể lấy UV light mùa đông, lấy UV light đem cất, và mùa hè đem UV light ra xài được. Thì cái video với video trước mình đã chia sẻ, nếu các bạn có thời gian thì các bạn lên đó tìm Kiệt đã chia sẻ rồi. Thì hôm nay mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người và cảm ơn bà, cô, bác, anh, chị và các em lúc nào cũng đồng hành kênh YouTube và chia sẻ, góp những ý kiến hay đẹp, để nhiều khi Kiệt thì ăn nói cũng không có cho chải cho lắm, nhiều khi nó mất lòng mọi người. Nếu có điều gì sơ sót xin mọi người rộng lượng tha thứ bỏ qua cho. Ngàn lời cảm tạ. Nếu ai chưa có thời gian nhấn chữ đăng ký hay còn gọi là subscribe màu đỏ đó, nhấn sẽ chuyển sang màu đen, đồng nghĩa là các bạn đã ủng hộ mình rồi. Xin cảm ơn, tạm biệt và hẹn gặp lại các video kế tiếp. Thì hôm nay là mình mới nhập về 100 cái UV light. Nếu mà các bạn thường UV light online như thế này, nếu mà các bạn mua online á, thì cái giá của nó là 680 mấy, nếu mà cộng thuế là 500, sorry, 580 mấy cộng thuế là 600 đó. Nếu mà các bạn làm với bộ lọc với mình thì mình chỉ có bán 330 đồng thôi. Nếu mà các bạn không làm bộ lọc mà các bạn mua riêng thì 430 đồng. Tại vì mình xếp 100 đồng để các bạn mua cái bài bo. Cái bài bo rất là quan trọng, tại vì cái bài bo là giống như là bộ não control everything. Và đồng thời mình cũng nói lại là bio bo là mình không có bán online. Có nhiều các bạn mua Amazon, không phải của mình nha. Và mình không có bán online. Những cái gì của các bạn mua online không phải của mình. Tại lý do tại sao phải cần cái bài bo, thường thường cá khôi nó sống dưới đất sình á, nó có nhiều thành phần khác nhau, thì mình mướn một group kỹ sư là không phải à, công ty mướn một group kỹ sư. Mình không có gì, mình không dám nói ngầm mướn. Thì mình nhờ một group kỹ sư test ý thành phần là cái gì, thì nó làm ra cái bài bo. Thì bởi vậy mình không có bán online nha. Thì xin cảm ơn, tạm biệt và hẹn gặp lại các video kế tiếp. Bye bye, thank you everybody. Bye bye.